gái của chị được làm phi công lái máy bay nào. Đây, đưa bạn tôm đây cho chị. Đây, như này hả chị? Đây, đấy chưa? Em bay đi. Đẹp thế. Cho chị bám đuôi mấy nào. Cho chị bám đuôi. Bay đi nào. BBTV. Giấu bạn tôm này đi, xong rồi em tìm. Ồ, ở chỗ này hả chị? Ồ, ở đây. Khó thế. Thì có chơi không? Em có. Nhưng mà em phải nhắm mắt vào và quay mặt đi cô. Được. Đếm đến 10 nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Xong. Đó. Đó, em tìm thấy luôn. Chị ơi, trên tè. Chị thấy em giỏi chưa? Giỏi. Thì bây giờ em giấu đi để chị tìm. Vâng ạ. À. Chị ơi, chị. Ôi. Chị có nghe được tiếng gì không? Có. Từ máy bay thôi mà, mình nghe suốt được gì. Ý, máy bay chị ơi, đi ra xem đi. Đó. Wow, máy bay. Hello, tớ ở đây nè. Nhưng mà em nhìn suốt rồi còn gì, chẳng có gì vui cả. Và nhà bóng chơi vui hơn. Đi. Ô chị. Sao? Để em xem máy bay mà lăn nữa đã. Ngày nào nghe thì tiếng máy bay em cũng chạy ra xem hết. Chị thấy không có gì vui. Nhưng mà em thích máy bay mà. Em ước gì sau này em trở thành một phi công xinh đẹp, lái máy bay giỏi á. Ngày nào cũng được bay lượn ở trên bầu trời. Ôi em cơ. Em thích bay lượn. Vâng ạ. À. Thích làm phi công á. Vâng. Thế thì đơn giản thôi. Cái gì mà đơn giản chị? Ở đây, nhắm máy bay đi, đợi chị một tí nhá. Ơ, đợi chị một tí. Không biết chị có cái gì cho mình nhỉ? À, máy bay ơi, ta ở đây này. Của chị được làm phi công lái máy bay nào. Đây, đưa bạn tôm đây cho chị. Đây, như này hả chị? Đây, đấy chưa? Em bay đi. Đẹp thế. Cho chị bám đuôi mấy nào. Cho chị bám đuôi. Bay đi nào. Chị bảo này, nếu mà em muốn làm phi công lái máy bay thì em phải chăm ngoan, học giỏi này và rèn luyện thể dục thể thao mỗi ngày để có sức khỏe thật tốt thì mới lái máy bay được. Vâng ạ, em hứa với chị, em sẽ cố gắng chăm ngoan này, học thật giỏi và rèn luyện thể dục thể thao này để sau này trở thành một phi công lái máy bay giỏi nhất, siêu nhất thế giới luôn. Đồng ý. Và sau này nhá, em sẽ đưa chị đến chiếc xe máy bay của em vòng quanh thế giới. Ok, nhưng mà phải đưa chị khắp mọi nơi và lâu lâu phải hạ cánh xuống để chị còn được thưởng thức các món đặc sản ở đấy nữa. Tất nhiên rồi. Ok, thì bây giờ hai chị em mình sẽ cùng đi chơi trên chiếc máy bay này. Chị lên máy bay nha. Đi đâu? Bám chặt vào. Các bạn hãy đăng ký, like, share kênh của BB nhé. Hẹn gặp lại các bạn.